Giữa dịch sốt xuất huyết tăng, máy gạn tách tiểu cầu bệnh viện Chợ Rẫy bị đóng băng. Hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn một hệ thống máy gạn tách tiểu cầu hoạt động gấp 3-4 lần bình thường để đáp ứng nhu cầu chăm sóc điều trị người bệnh. Mới đây báo chí nhận được phản ánh về việc nhiều máy gạn tách tiểu cầu tại bệnh viện Chợ Rẫy bị ngưng hoạt động và có tình trạng thiếu túi đựng máu dùng cho hiến máu tình nguyện. Nguồn tin cho hay nhu cầu dùng tiểu cầu cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đang cao, bệnh viện phải tổ chức tiếp nhận tiểu cầu thường xuyên. Tuy nhiên do chờ đấu thầu thiếu sinh phẩm hóa chất nên dù có nhiều máy móc cũng không thể sử dụng được. Anh T, một người có kinh nghiệm trong việc hiến tiểu cầu tại bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ thêm. Thông thường người hiến mất khoảng 1 giờ tính từ lúc nằm lên giường để rút máu. Tuy nhiên gần đây thời gian hiến kéo dài có khi đến hơn 1 tiếng rưỡi. Anh nói một số cô bác đi hiến tiểu cầu phải nằm nhiều hơn trước, họ cảm thấy mệt mỏi hơn, có người chuyển sang trung tâm khác để hiến. Chúng tôi chỉ biết rằng có khó khăn trong máy móc. Ngày 5 tháng 9, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận có tình trạng một số máy gạn tách tiểu cầu hiện ngưng hoạt động. Cụ thể là về sản xuất và cung cấp khối tiểu cầu gạn tách từ một người cho. Trung tâm truyền máu của Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có một hệ thống gạn tách tiểu cầu gồm 12 máy, hoạt động thay cho 3 hệ thống như trước đây. Những hệ thống tạm ngưng sử dụng vì đã hết thầu và đang trong giai đoạn đấu thầu. Để đảm bảo cung cấp tiểu cầu cho nhu cầu cấp cứu điều trị, Trung tâm truyền máu đã tổ chức tiếp nhận sản xuất tiểu cầu từ 3 đến 4 ca một ngày để sản xuất ra trung bình 40 đến 50 khối tiểu cầu. Trong bối cảnh này, việc cung cấp tiểu cầu sẽ bị muộn hơn. Đại diện bệnh viện lý giải, ví dụ khi xin tiểu cầu buổi sáng thì buổi chiều mới có, do phải sản xuất xét nghiệm huyết thanh học và sinh học phân tử. Bệnh viện cũng cho biết dự kiến đến giữa tháng 9 năm 2022 mới có kết quả thầu bộ kích sản xuất tiểu cầu phun từ máu toàn phần. Đến cuối tháng 9 năm 2022 mới có kết quả thầu của các bộ dụng cụ gạn tách còn lại. Khi đó các hoạt động cung ứng tiểu cầu có thể được đảm bảo. Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng khẳng định không có việc là thiếu túi đựng máu hiến. Việc tiếp nhận máu đang rất ổn định và đáp ứng nhu cầu điều trị. Trung tâm đảm bảo hóa chất sinh phẩm xét nghiệm cho túi máu tiểu cầu. Hiện nay sốt xuất huyết đang hoành hành, giảm tiểu cầu là một biến chứng nghiêm trọng của bệnh. Nếu hạ tiểu cầu quá nhiều, người bệnh có thể chảy máu tự nhiên dưới da, chảy máu cam, chân răng, xuất huyết nội tạng. Do đó nhu cầu về tiểu cầu trong mùa dịch sốt xuất huyết của các bệnh viện sẽ tăng cao hơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.